Mỗi năm, thế giới có khoảng 6 triệu người chết do các bệnh liên quan đến thuốc lá và hơn 600.000 người chết do phơi nhiễm thuốc lá thụ động. Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước có nhóm người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Dù đã có rất nhiều cảnh báo, nhưng số người hút thuốc lá ở mức rất cao. Và đa số những người nghiện thuốc lá đều cho rằng họ rất khó có thể bỏ được với nhiều nguyên nhân. Thế nhưng, bằng chính những kinh nghiệm của mình, lương y Nguyễn Thanh Nghị ở Đắk Lắk sau nhiều năm tìm tòi, thử nghiệm và bào chế thành công sản phẩm thảo dược giúp cai nghiện thuốc lá và không ít người đã thành công. Thuốc lá, lưỡi hái tử thần. Tổn hại về kinh tế và sức khỏe cho chính bản thân người sử dụng và cả những người thân xung quanh. Và trên thị trường hiện nay xuất hiện rất nhiều các loại thuốc cai nghiện thuốc lá khác nhau. Mặc dù vậy, trên khắp các diễn đàn, nhiều người vẫn cho rằng bỏ thuốc lá còn khó hơn lên trời. Do áp lực công việc hàng ngày căng thẳng nên là nhiều lúc tôi muốn giải tỏa cái áp lực của mình bằng cái hút thuốc lá và hoặc là cũng nhiều lúc là do thói quen. Mặc dù tôi biết là thuốc lá nó rất có hại cho cơ thể. Và chính anh Biên cũng thừa nhận anh đã nhiều lần cố gắng bỏ thuốc nhưng vẫn không được. Một trường hợp khác là anh Lê Văn Hoài ở Đắk Lắk. Anh hút thuốc lá đã nhiều năm nay và thực tế cũng nhiều lần cố gắng nhưng phải đến khi sử dụng sản phẩm cai nghiện thuốc lá Thanh Nghị thì anh mới cai thuốc lá thành công. Năm ngoái thì mình cứ rảnh rỗi và tư tưởng nó thoải mái thì mình quyết định bạn mình mua 2 chai. Thì sau cái liệu trình xúc miệng 2 chai thì mình dần dần thì mình thấy được là mình cảm tưởng mình không cần khói thuốc nữa. Được bào chế từ các loại thảo dược của núi rừng Tây Nguyên, sản phẩm cai nghiện thuốc lá Thanh Nghị đã giúp cho hàng nghìn người nghiện thuốc lâu năm bỏ được thuốc lá chỉ sau 10 ngày sử dụng. Theo chủ nhân của bài thuốc, thì chủ yếu những loại dược liệu đều tốt cho sức khỏe và tác dụng của chúng làm cho những người nghiện cắt cơn nghiện, tỉnh táo, không buồn ngủ và đặc biệt là phản ứng với thuốc lá hay thuốc lá điện tử. Được xúc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị cũng đã đạt được nhiều cái chứng nhận trong nước cũng như là khu vực ASEAN. Và có cả chứng nhận chung tay vì sức khỏe cộng đồng. Sản phẩm đã được Trung tâm Kiểm nghiệm của Bộ Y tế kiểm định và cấp giấy phép cho lưu hành trên thị trường được đông đảo người tiêu dùng tin dùng. Trong phần tiếp theo của chương trình,